khu dân cư, trong những cái khu dân cư người dân người ta thường hay mở cửa, người dân người ta thường hay mở cửa trước cửa nhà, nó là ngồi trước cửa nhà, mình tiến hành nhắc nhở, mình tiến hành nhắc nhở người dân ta vào bên trong, người dân ta vào bên trong, chống dịch gồm có lực lượng phối hợp, chống dịch gồm có lực lượng phối hợp, quân đội, công an, cán bộ ủy ban nhân phường, cán bộ ủy ban tuần tra thì trên công tác tuần tra thì trên địa bàn phường thì đảm bảo nhất là an ninh trật tự, đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự là thứ hai phát hiện và nhắc nhở, phát hiện và nhắc nhở đường không có sự cần thiết ra đường, không có sự cần thiết cương quyết xử lý và cương quyết xử lý đối với những trường hợp cần thiết ra đường. Ngoài ra sự cần thiết thì ngoài ra trên đường tuần tra thì phát hiện trên đường tuần tra sống lang thang, không có nơi cư trú, sống lang thang không có nơi cư trú, tiến hành đưa về trạm y tế phường, tiến hành đưa về trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm, để chức cô gái mẫu xét nghiệm cô gái 19. Đi đường cấp của ngân hàng nhà nước đúng chức năng. Thực ra là cũng không có cái nào để mình đi hết á, nhưng mà cái nào để mình đi hết á, nhưng mà cái này thì thông thường á là hiện tại là một số khách hàng là chưa kịp đóng tiền mà chưa kịp nội hiện tại bây giờ một số khách hàng thì đi ra là một số khách hàng không đến là thu trực tiếp.